Thưa quý vị và các bạn, làng quê Vĩnh Tú, huyện Vĩnh Linh, nơi nổi tiếng với những câu chuyện tràng thật vui đùa và dí dỏm. Chính những điểm về tính cách cũng như cách nói đã tạo nên khí phách của người dân nơi đây và đã đi vào những câu chuyện tràng thật dân dã nhưng cũng hết sức đời thường. Những câu chuyện tràng không chỉ đi vào bằng phương pháp dân gian truyền miệng mà còn được thổi hồn qua những bức tranh thật sinh động. Và trong những ngày xuân này, chúng ta hãy cùng về với vùng quê Vĩnh Tú, huyện Vĩnh Linh để ngắm nhìn những bức tranh truyền tràng qua những nét vẽ của các bậc cao niên trong làng. Chào bác. Vâng, chào cô. Vâng, thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại nhà bác Trần Hữu Chư, một người đã đưa rất nhiều câu chuyện tràng vào trong bức tranh của mình. Dạ, xin chào bác ạ. Vâng, chào cô. Vâng, bác có thể giới thiệu cho cháu cũng như là mọi người được biết là hôm nay bác đang vẽ bức tranh gì đây ạ? Như bữa qua năm nay là cái năm là Canh Tý, năm chuột. Cho nên tôi cũng phải thể hiện cái thứ là cái năm chuột này á. Thì bà con mới đầu năm đã kêu gọi coi như diệt chuột, rồi bảo vệ mùa màng thóc lúa, coi như phải bảo vệ không cho chuột ăn. Thì chứ là để về cái biểu hiện cái tâm sự của con chuột này á, nó tâm sự với con mèo như thế nào. Thì chứ con chuột á, thì người ta bảo vệ mùa màng để lúa không có ăn. Thì coi nó phải chuyển qua là ăn khoai. Ăn khoai thì sức khỏe của nó là càng yếu dần và càng ốm yếu đi. Cho nên khi con mèo đến để tâm sự thì bây giờ chuột là năm nay có béo tốt được không, có thể làm mồi để là tăng sức khỏe cho mèo không. Thì chuột nói thôi bác thông cảm, thì năm nay tôi lúa không có ăn cho nên phải buộc phải ăn khoai. Cho nên thần thử sức khỏe có hơi yếu cho nên bác cũng thông cảm cho đừng có bắt là ăn thịt. Thì họ chuột và tôi là con năm nay là ốm yếu gây go rồi, thế nên bác cũng thông cảm. Thì mèo cũng nhăn nhó, mèo nói chá, năm nay vừa qua cái năm mới mà cái chuột là không có rồi, thấy cũng thông cảm nhưng mà đần chỉ thôi. Thưa bác ạ, ngoài những bức tranh về hình ảnh những chú chuột như thế này á, thì bác còn cho ra đời những bức tranh nào và gắn với những câu chuyện tràng gì nữa không ạ? Ngoài cái bức tranh chuột này rồi á, thì tôi còn thể hiện qua những cái bức tranh tràng Vĩnh Hòa. Tôi thể hiện qua từng cái mẫu chuyện, cái câu chuyện tràng mà dân làng thường kể xưa nay. Thì tôi sưu tầm và ghi chép lại, xong rồi thể hiện qua bằng những cái hình ảnh qua bức tranh. Nếu con cọp bắt cày như thế nào, rồi là cây ớt cổ truyền hắn như thế nào, hắn to răng, hắn cay răng, hắn thể hiện qua từng giai đoạn. Rồi ăn khoai phải đeo kiếng như thế nào, tại sao ăn khoai phải đeo kiếng thì phải thể hiện qua từng bức tranh một. Rồi ăn mun sáp mà phải không còn răng thì phải thể hiện qua ăn mun sáp quả cái củ mun sáp hẳn dẻo như thế nào, hẳn thơm như thế nào, ăn mà răng mắc vô trong hết cả. Thì từng cái mộc chuyện đó tôi thể hiện qua trên bức tranh tràng. Là một người đam mê truyền tràng, ông Trần Hữu Chư đã sưu tầm khá nhiều truyền tràng khác nhau và được ghi chép lại một cách cẩn thận. Theo ông, để sưu tầm được những câu truyền tràng thì bằng những vốn sống được chất lọc qua bao năm, cùng với đó là tìm tòi và đi sưu tầm những nơi khác nhau. Sau đó, ông lại tỉ mỉ đưa từng câu chuyện đi vào tranh với lối vẽ hết sức mộc mạc và đơn sơ, nhưng toát lên được nội dung cũng như ý tưởng của truyền tràng Vĩnh Hoàng mang đến cho người xem. Không chỉ riêng ông Trần Hữu Chư mà người dân làng quê Vĩnh Tú đều biết đến truyền tràng Vĩnh Hoàng. Họ đã quen với cách nói tràng, kể truyền tràng. Bởi vậy mà truyền tràng đã đi vào hơi thở trong cuộc sống hàng ngày. Có lẽ vậy, cho đến hôm nay,
truyền tràng Vĩnh Hoàng còn sống mãi với thời gian. Thưa bác ạ, vừa sưu tầm vừa đưa những câu truyền tràng vào trong bức tranh thì tại sao bác lại có ý tưởng như vậy ạ? Ý tưởng này là coi vì là hẳn cả một quá trình, và điều này đã là làm đến tâm tư của tôi là nó thay đổi, nó là chuyển biến, cho nên là tôi phải suy tầm và nghĩ ra cái cách để mà diễn đạt qua từng cái câu chuyện. Tôi chẳng họa sĩ gì cả, nhưng khi nghĩ ra câu chuyện mình phải hòa ra cái gì đó để thể hiện lên một cái bức tranh, bức hình để mô tả là cái chuyện là hài hước, chuyện cười, để cho bà con ta là nhớ mà lưu niệm lại đời sau là có cái hình ảnh đi để lại, chứ kể cái thoáng qua là xong. Cho nên tôi mới biến hòa ra là tất cả mọi chuyện đều biến ra tranh hết. Vâng, với một kho truyền tràng phong phú như vậy thì theo bác chúng ta nên giữ gìn và bảo tồn giá trị của những câu truyền tràng này như thế nào ạ? Chính những cái nghề nhân mà kể trước đấy, cái dòng điều là coi như là chỉ có người Vĩnh Hoàng kể cái dòng Vĩnh Hoàng nghe mới được hay mới hài hước, thì hiện nay mình kể theo chuyện phổ thông lắm rồi, cho nên chưa lưu lại là coi chuyện là có truyền đạt cho mấy cháu lớp 1 lớp 2 rồi để các cháu bắt đầu kể. Vẫn trong các cháu thì kể được, một số cháu thì kể được, nhưng một số cháu là không kể được. Cho nên thử rất khó. Cho nên tôi cũng phải mình đang đó để là mình cũng hòa thị chứ cả, nhưng mà tôi mình phải mình đang đó để thêm một cái bức hình nó giữ lại cái thể hiện cái sự hài hước, cái sự trong cái câu chuyện đó, để lại đó để cho là các cháu rồi bà con về sau là người ta xem lại cái hình ảnh đó thì biết rằng là thể hiện qua à cái chuyện ấy hẳn như thế này đấy, hài hước thế này đấy, hẳn như dòm thế này đấy. Cho nên ta thì nữa, cho nên tôi phải chuyển qua là cái bây giờ mình phải tuân thủ vẽ lại tất cả những bức tranh. Thưa quý vị và các bạn, những câu truyền tràng Vĩnh Hoàng năm xưa hiện nay vẫn được tiếp tục lưu giữ bằng nhiều hình thức khác nhau. Bên cạnh thổi hồn vào những bức tranh truyền tràng như ông Trần Hữu Trư, thì ngày hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu đến quý vị và các bạn một nhân vật lưu giữ những truyền tràng bằng những bài hò vè. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đây là bác Võ Văn Nồng ở thôn Tây Ba, xã Vĩnh Tú, huyện Vĩnh Linh, người đã có rất là nhiều bài vè về truyền tràng. Dạ, xin chào bác ạ. Bác có thể cho biết là vì sao bác lại có ý tưởng truyền tải những cái câu truyền tràng qua hình thức là vè không ạ? Bác có một cái ý tưởng rất là lớn, là bởi vì đêm nằm bác gác tay lên trán, bác suy nghĩ tất cả những truyền tràng của chúng ta, nếu nói có tính chất qua loa thì nó không thể là lâu dài được. Mà bác muốn trở thành là thơ văn, thơ thành lục bát, để coi như để bảo tồn lâu dài thì cho là con em của chúng ta về tương lai về sau. Vậy thì bác có thể thể hiện cho cháu nghe một cái bài vè nào đó mà bác thích nhất không ạ? Bác viết là cái bài là Bút Tràng Vĩnh Hoàng. Làng tôi ở cạnh bậc bào, thột mình nghe tiếng cá trào đập đuôi. Trào này chẳng có ai nuôi, mà đô vào làng tràng thì có đuôi cá trào. Nhà tôi ở cạnh mét bào, đóng đưa ngọn gió làm giàu tẹp tươi. Huỳnh công đẹp tới mới yêu, cài cọp cài ruồng cài diều máy bay. Ông thời chỉ mới ra tay, bắt bọc chớn mà chớn còn quả chết ngay giữa đồng. Mỗi ai thắm ngọt dưa hồng, ghé về làng tràng thắm nồng chơi vơi. Hỡi ai ghé lại đất cồn, nhớ vun đắp truyền tràng để bảo tồn hoàng công. Vâng, là một người rất là am hiểu về câu truyền tràng Vĩnh Tú, vậy thì bác có cái mong muốn gì không ạ? Bác chỉ có mong muốn làm thế nào đó từ tỉnh rồi huyện đến xã, làm thế nào để mà gìn giữ được cái bộ môn nói tràng, thì chúng ta cần phải có cái sự liên kết với nhau từ tỉnh cho đến huyện, huyện rồi xuống xã, xã với thôn, luôn luôn có một sự khăng khít, thì như vậy chúng ta mới gìn giữ được. Mà nếu chúng ta không có cái chính dịp ấy thì chúng ta không bao giờ chúng ta làm được để mỗi người dân người ta cảm thấy là đây là một cái điều vinh dự của quê hương. Những bức tranh truyền tràng, những câu chuyện trong từng trang sách hay những bài vè độc đáo,
tất cả đều toát lên vẻ mộc mạc, đơn sơ, gắn liền với cuộc sống của người dân nơi đây. Bởi thế, trong những tiết học của học sinh hay trong những hồi thi, hồi diễn của người dân vùng quê Vĩnh Tú, thì truyền tràng Vĩnh Hoàng vẫn luôn được nhắc đến với sự tự hào về những giá trị văn hóa dân gian mà thế hệ cha ông đã để lại cho muôn đời sau. Có lẽ vậy mà công tác giữ gìn, bảo tồn và truyền nghề cho thế hệ sau cũng là một điều hết sức cần thiết. Mong muốn của chúng tôi cũng rất nhiều, nhưng mà về chúng tôi mong muốn lớn nhất là trong năm 2020 này thì chúng tôi sẽ thành lập cái câu lạc bộ những người sáng tác và kể chuyện tràng. Thì cũng mong muốn các cơ quan cấp trên là tạo một cái điều kiện hành lang pháp lý để rồi chúng tôi thành lập được cái câu lạc bộ này. Về Vĩnh Tú, những ngày đầu xuân, hương sắc của chồi non, của hoa cũng đã đua nhau nở. Người dân Vĩnh Tú cũng hối hả trên đồng ruộng, trong vườn rau. Cuộc sống lao động sản xuất ở đây vẫn không ngừng nghỉ. Chỉ có điều, dù làm việc hay nghỉ ngơi, thì những câu chuyện tràng dí dỏm vẫn luôn hiện diện trong tâm hồn, trong tính cách mà chỉ có ở vùng quê Vĩnh Tú mới viết nên những câu chuyện đơn sơ, mộc mạc như thế.